Indonesia khởi động kế hoạch tăng tốc xuất khẩu dầu cọ. Thái Lan ký thỏa thuận hợp tác phát triển 5G với Trung Quốc. Liên minh châu Âu loại thêm một số ngân hàng Nga ra khỏi SWIFT. Nga trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ. Apple hướng tới kỷ nguyên không mật khẩu, ra mắt phương pháp thay thế password truyền thống. Tin tại Việt Nam, giá xăng tăng gần 100 đồng trên 1 lít trên ngày, chính phủ chỉ đạo nóng Bộ Công Thương. Một mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất nhì thế giới sắp tăng giá mạnh. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin kinh tế cập nhật ngày 14 tháng 6 của DKN TV. Mở đầu chương trình là một số thông tin liên quan đến tình hình kinh tế trên thế giới. Indonesia khởi động kế hoạch tăng tốc xuất khẩu dầu cọ. Kính thưa quý vị, theo Thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, chính phủ Indonesia vừa khởi động kế hoạch tăng tốc xuất khẩu với mục tiêu bán ít nhất 1 triệu tấn dầu cọ thô CPO và các sản phẩm liên quan ra nước ngoài sau khi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu mới đây. Quy định nói trên của Bộ Thương mại có hiệu lực thi hành ngay lập tức và cơ chế tăng tốc xuất khẩu cũng sẽ được áp dụng tới ngày 31 tháng 7. Theo đó, hạn ngạch xuất khẩu CPO có thể vượt 1 triệu tấn. Indonesia, quốc gia sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới, đã nối lại các hoạt động xuất khẩu mặt hàng này kể từ ngày 23 tháng 5, sau lệnh cấm kéo dài 3 tuần lễ nhằm tăng nguồn cung dầu ăn trong nước và duy trì giá bán. Tuy nhiên, các lô hàng xuất khẩu cũng đã bị chậm trễ trong bối cảnh các nhà xuất khẩu đang phải đối mặt với rất nhiều trở ngại do các yêu cầu mới được thiết kế nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước. Xuất khẩu dầu cọ của Indonesia đã đạt trung bình 2,5 đến 3 triệu tấn mỗi tháng trước lệnh cấm, trong bối cảnh nguồn cung dầu thực vật toàn cầu không ổn định. Mới đây, chính phủ Indonesia cũng đã cắt giảm thuế xuất khẩu cố định và trần thuế xuất khẩu đối với CPO từ mức 575 đô la Mỹ mỗi tấn xuống còn 488 đô la mỗi tấn, nhằm khuyến khích xuất khẩu. Cũng theo quy định mới, các công ty tham gia chương trình tăng tốc xuất khẩu dầu cọ sẽ phải cung cấp thông tin về kho dự trữ cũng như các dữ liệu khác cho nền tảng giao dịch trực tuyến của Bộ Thương mại Indonesia. Sau lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ được dỡ bỏ, chính phủ Indonesia đã áp đặt quy định bán hàng trong nước. Theo đó, các nhà xuất khẩu dầu cọ chỉ được phép cấp hạn ngạch xuất khẩu sau khi bán một số sản phẩm tại thị trường nội địa. Chuyển sang một diễn biến khác, Thái Lan ký thỏa thuận hợp tác phát triển 5G với Trung Quốc. Truyền thông Thái Lan ngày 13 tháng 6 đưa tin, nhà mạng hàng đầu của nước này là Advanced Info Service (AIS) gần đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc ZTE nhằm phát triển công nghệ 5G. Theo thỏa thuận, ZTE sẽ phối hợp với AIS thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Công nghệ 5G tại Thái Lan với tên gọi là Trung tâm AZ, dự kiến chính thức ra mắt vào quý 3 năm nay. Bên cạnh đó, công ty của Trung Quốc cũng sẽ giúp nâng cấp mạng 5G của AIS thành một mạng quản trị độc lập chính xác tự xử lý Big Data hay AI, trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, việc mở rộng mạng 5G của AIS nhằm phục vụ việc triển khai chuyển đổi kỹ thuật số, hỗ trợ hiệu quả các ngành công nghiệp khác tại Thái Lan, cũng là một trong những trọng tâm hợp tác giữa hai công ty này. Tiếp tục với một diễn biến đáng chú ý sau đây. Liên minh châu Âu loại thêm một số ngân hàng Nga ra khỏi SWIFT. Tờ Sputnik News đưa tin, kể từ ngày 14 tháng 6, trong khuôn khổ gói trừng phạt tiếp theo chống lại Nga, Liên minh châu Âu đã ngắt kết nối của các ngân hàng Sberbank, Rosselkhozbank và ngân hàng tín dụng Moscow khỏi hệ thống liên ngân hàng SWIFT. Bản thân các ngân hàng Nga này cho biết, việc ngắt kết nối khỏi hệ thống này sẽ không gây tác hại đáng kể đến công việc của họ. Họ đã sẵn sàng đối phó với tình huống như vậy. Nga có hệ thống truyền thông điệp tài chính riêng do ngân hàng trung ương nước này tạo ra để đối phó với rủi ro có thể xảy ra khi các ngân hàng Nga bị ngắt kết nối với SWIFT, một hệ thống giao dịch quốc tế có hơn 11.000 tổ chức lớn nhất ở hầu hết các quốc gia trên thế giới tham gia. Vào đầu tháng 3 năm nay, EU đã quyết định ngắt kết nối với SWIFT của các ngân hàng VTB, Rossia và Otkiriti, Novikombank, Promsviasbank, Shopcombank và Tập đoàn Nhà nước VEB. Tiếp tục với một diễn biến có liên quan. Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ trong tháng 5 vừa qua, sau Iraq. Hãng tin Reuters cho biết, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ trong tháng 5, thay thế Ả Rập Xê Út xuống vị trí thứ 3, nhưng vẫn đứng sau Iraq, nước vẫn ở vị trí đầu tiên. Cũng trong tháng 5, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã nhận được khoảng 819.000 thùng dầu của Nga mỗi một ngày. Đây là con số cao nhất trong mọi tháng. Còn trong tháng 4, con số này là khoảng 277.000 thùng một ngày. Động thái nhập khẩu dầu của Ấn Độ. Hãng tin Reuters cũng cho biết, trong tháng 5, nhập khẩu dầu sang Ấn Độ lên tới 4,98 triệu thùng trên một ngày, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Kết quả là do các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ đã tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các địa phương, trong khi các nhà máy tư nhân lại tập trung vào thu lợi nhuận từ xuất khẩu. Vào tuần trước, hãng tin Bloomberg cho biết, Ấn Độ dự định tăng gấp đôi lượng dầu nhập khẩu của Nga. Hãng tin này cho rằng các công ty nhà nước đang làm việc tập thể để ký kết và bảo đảm các hợp đồng mới kéo dài 6 tháng về việc cung cấp dầu của Nga cho Ấn Độ, với hàng hóa được yêu cầu theo điều kiện giao hàng từ Rosneft. Tiếp tục chương trình với một diễn biến quốc tế đáng chú ý. Apple hướng tới kỷ nguyên không mật khẩu, ra mắt phương pháp thay thế password truyền thống. Theo WSJ, mật khẩu giúp bảo mật thông tin và danh tính. Song nếu như chẳng may người dùng đãng trí, thì công cuộc tìm lại mật khẩu để đăng nhập sẽ rất khó khăn. May mắn là điều này sẽ được Apple sớm loại bỏ hoàn toàn. Kỷ nguyên không mật khẩu. Cụ thể là trong các bản cập nhật phần mềm mới nhất của Apple dành cho iPhone, iPad và MacBook, người dùng sẽ có thể đăng nhập vào nhiều tài khoản khác nhau mà không cần phải mật khẩu hoặc dựa vào công cụ quản lý mật khẩu để lưu và điền thông tin. Thay vào đó, toàn bộ quá trình đăng nhập sẽ gói gọn bằng bước quét khuôn mặt hoặc dấu vân tay. Mật khẩu từ trước đến nay luôn được coi là tiêu chuẩn để bảo mật tài khoản, song lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bất chấp những lời cảnh báo của giới chuyên gia về việc sử dụng dãy những mật khẩu phức tạp để tránh bị hack, thì đa số người dùng lại chỉ sử dụng một mật khẩu duy nhất cho rất nhiều tài khoản khác nhau. Điều này đã khiến cho các hacker dễ dàng truy cập và đánh cắp các thông tin cá nhân. Apple, một trong những gã khổng lồ công nghệ phố Wall, đang muốn giải quyết vấn đề này và thay thế hoàn toàn việc yêu cầu mật khẩu. Theo Darin Adler, Phó Chủ tịch phụ trách mảng công nghệ Internet của Apple, sự đổi mới này mang tên Passkeys sẽ dễ dàng và an toàn hơn so với kiểu mật khẩu cũ. WSJ cho biết, mỗi Passkey đều độc nhất, có thể sử dụng trên các thiết bị không phải của Apple, cho cả tài khoản mới và cũ. Chúng được lưu trữ ngay trên thiết bị, không phải là trên máy chủ Apple hay bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, trang web nào. Chính vì vậy, các hacker, ngay cả khi có thể truy cập vào máy chủ, thì cũng không thể tìm thấy mật khẩu để đánh cắp. Ngoài ra, Passkeys cũng có khả năng chống lừa đảo vì hệ thống không có mật khẩu để chia sẻ thông tin. Andre Graham, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật số và ứng phó sự cố tại nền tảng giám sát an ninh mạng Security Scorecard cho biết, các Passkeys sẽ ngăn chặn hầu hết các tội phạm mạng bởi vì hacker không thể lấy cắp bất cứ thứ gì. Đại diện Apple cho biết, Passkey nằm trong bộ tiêu chuẩn mới được đặt ra bởi Fast Identity Online Alliance, một hiệp hội công nghệ với hơn 250 tập đoàn lớn khác nhau, chẳng hạn như Microsoft hay Alphabet. Tổ chức này được viết tắt là FIDO Alliance. Theo Andrew Shikia, giám đốc điều hành kiêm lãnh đạo mảng tiếp thị của FIDO Alliance, thì phương thức đăng nhập mới mang tên Passkey sẽ cho phép công ty thực hiện các cách tiếp cận khác nhau đối với bảo mật không mật khẩu, chẳng hạn như triển khai phương pháp sinh trắc học, khóa bảo mật hoặc mã PIN được lưu trữ trên một thiết bị. Ông Shikia nói rằng, điều quan trọng là chúng tôi không gửi đi bất kỳ thông tin mật nào mà con người có thể đọc được qua mạng. Các chuyên gia cho biết, hàng triệu người dùng Apple sẽ có quyền truy cập không mật khẩu bắt đầu từ mùa thu này, khi họ nâng cấp lên iOS 16 hoặc Mac OS Ventura. Khi đó, thay vì sử dụng mật khẩu, người dùng sẽ quét sinh trắc học trên thiết bị Apple. Nếu như bạn đang sử dụng iPad hoặc MacBook, thì Touch ID sẽ xác thực giúp bạn. Còn nếu bạn đang sử dụng iPhone, thì Face ID sẽ thực hiện thủ thuật này. Sau khi kích hoạt, các passkeys sẽ được lưu trữ trong chuỗi khóa iCloud, một hệ thống quản lý mật khẩu của Apple, để chúng có thể truy cập trên tất cả các thiết bị, bao gồm MacBook, iPhone, iPad và Apple TV. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình kinh tế tại Việt Nam. Giá xăng tăng gần 100 đồng trên 1 lít trên ngày, Chính phủ chỉ đạo nóng Bộ Công Thương. Giá xăng dầu trong nước đã ghi nhận tăng 6 lần liên tiếp, xô đổ mọi kỷ lục, gây ra áp lực to lớn đối với đời sống của người dân Việt Nam. Trước vấn đề này, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương đưa ra những biện pháp để bảo đảm cung cầu xăng dầu. Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ, Bộ Công Thương cần phải bảo đảm năng lực sản xuất xăng dầu, hiệu quả, đạt sản lượng cung cấp tối đa theo thiết kế của các nhà máy. Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương trong trường hợp đặc biệt phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo về thị trường xăng dầu. Đặc biệt, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công Thương cùng với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước. Diễn biến mới nhất của thị trường xăng dầu hiện nay, vào 15 giờ chiều ngày hôm qua 13 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định điều chỉnh tăng giá mặt hàng xăng dầu. Trong đó, xăng E5 RON92 và xăng RON95 tăng trên 800 đồng trên 1 lít. Đáng chú ý, giá dầu diesel lại tăng cao hơn, ở mức 2.630 đồng trên 1 lít. Dầu hỏa tăng 2.490 đồng trên 1 lít. Như vậy, trong lần điều chỉnh thứ 6 này, sau 50 ngày, kể từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 13 tháng 6, thì giá xăng E5 RON92 tăng hơn 4.600 đồng trên 1 lít, từ mức 27.134 đồng trên lít, cán mốc 31.110 đồng trên lít. Xăng RON95 tăng gần 5.100 đồng trên 1 lít, từ mức giá 27.900 đồng trên 1 lít đến mức 32.370 đồng trên 1 lít. Mỗi ngày, giá xăng đã tăng tịnh tiến gần 100 đồng trên 1 lít, gây lo ngại tác động tiêu cực đến giá cả, đời sống của người dân và rủi ro lạm phát mạnh. Tiếp tục với một thông tin đáng chú ý sau đây. Một mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất nhì thế giới sắp tăng giá mạnh. Kính thưa quý vị, giá lương thực toàn cầu đã tăng mạnh trong vài tháng qua. Và gạo, một loại lương thực mà Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, có thể sẽ là mặt hàng tiếp theo. Giá của nhiều loại lương thực thực phẩm, từ lúa mì tới ngũ cốc, thịt tới dầu ăn đều đã tăng vọt. Tình trạng này được thúc đẩy bởi một loạt các yếu tố, bao gồm chi phí phân bón và năng lượng tăng cao trong năm vừa qua, cũng như xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây tác động với chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo thời báo Epoch Times, các lệnh cấm xuất khẩu lương thực đã làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng. Ấn Độ đã cấm xuất khẩu lúa mì, Ukraine thì không thể đưa các sản phẩm lúa mì, yến mạch và đường ra thị trường thế giới. Còn Indonesia cũng đã quyết định hạn chế xuất khẩu dầu cọ. Những chính sách này đã khiến giá cả tăng vọt. Các chuyên gia trong ngành dự báo, gạo có thể sẽ là một mặt hàng tiếp theo tăng giá. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đã cho thấy giá gạo toàn cầu đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp để đạt mức cao nhất trong 12 tháng. Tuy lúa gạo sẽ không thiếu hụt, nhưng giá cả của các mặt hàng khác tăng mạnh cùng với chi phí sản xuất phi mã sẽ kéo giá sản phẩm này lên cao. Theo kênh CNBC, bà Shonan Verma, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Nhật Bản Nomura cho biết, chúng ta cần phải theo dõi giá gạo trong tương lai. Khi giá lúa mì tăng thì thế giới có thể lựa chọn gạo để thay thế, làm tăng nhu cầu và giảm lượng dự trữ hiện có. Thậm chí, bà Verma còn cảnh báo nguy cơ từ xu hướng bảo hộ trong bối cảnh mọi thứ đều tăng, trong khi nguồn cung vẫn chưa có dấu hiệu được cải thiện. Tuy nhiên, rủi ro với gạo vẫn ở mức thấp, do tồn kho toàn cầu ở mức dồi dào và vụ mùa thu hoạch của Ấn Độ vào mùa hè này cũng được đánh giá là khả quan. Xung đột Nga-Ukraine đã làm tăng giá lúa mì. Cả hai nước này đều là những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới và xung đột đã khiến cho việc canh tác bị gián đoạn, xuất khẩu cũng gặp trở ngại. Giá lúa mì đã tăng hơn 50% so với một năm trước và liên tiếp có những biến cố khiến cho giá cả tăng vọt do những bất ổn trên thực địa. Trong những tháng vừa qua, thế giới đã mua gạo của Ấn Độ nhiều hơn. Chính vì thế, ông David Laborde, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế, đã nói rằng vấn đề đáng lo ngại hiện nay chính là Ấn Độ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo như họ đã làm với lúa mì và đường. Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết, Ấn Độ và Trung Quốc là hai nhà sản xuất gạo hàng đầu của thế giới, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 5, còn Thái Lan đứng thứ 6 trong danh sách này. Tuy nhiên, trong năm 2021, Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, còn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 2. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế cập nhật ngày 14 tháng 6 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.